Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài là vũ trụ hoạt động bởi chính nó và hoạt động không ngừng là trạng thái bệnh hoạn của tâm. Và bây giờ chúng ta hãy đọc một đoạn này, một đoạn của Mara để chúng ta thấy rằng cái sự khởi đầu của cái chân lý đó nó nằm chỗ nào. Người ta hỏi là cái tánh biết có tồn tại mãi không? Cái câu hỏi đầu tiên của những người đến hỏi nhà đạo sư, hỏi cái tánh biết nó có tồn tại không? Nó có tồn tại liên tục không? Ông mới trả lời là tánh biết không thuộc thời gian. Thời gian chỉ tồn tại trong ý thức. Tánh biết không thuộc thời gian. Thời gian chỉ tồn tại trong ý thức. Bên ngoài ý thức, không gian và thời gian ở chỗ nào? Bởi vì cái tánh biết không thuộc về thời gian thì điều đó nó cũng đúng, nó cũng bởi vì nó tồn tại trong ý thức. Nhưng mà chúng ta muốn biết cái điều này thì mặc dù những vị đạo sư hay là những vị thầy đã giác ngộ trên thế giới, người ta khai thị cho mình, nhưng mà tự mình nếu mình không xác định được thì coi như là mình không có cái đó, mình không đạt được cái chân lý đó. Bởi vì ở đây không phải là mình nghe để mà biết, nghe để mà hiểu, hay là mình nghe để có một cái kiến thức về giáo lý, về sự học thuật, hoặc là về mình tiến bộ. Nhưng mà mình nghe này để mình xác định được cái tính chất tự lập trình ở trong cái nội tâm của mình. Bởi vì khi mình nghe một điều gì đó là mình nghe chính mình, tức là mình tự nhiên mình thấy cái điều đó nó đúng hay không ở trong mình đó. Cho nên nó tánh biết có tồn tại mãi không, chúng ta phải biết cái tánh biết là cái gì. Cái này là tôi nói rất nhiều lần, nhưng mà có khi là chúng ta cũng phải thuộc lòng, giống như cửu chương vậy đó, nghĩa là không thể quên được. Bởi vì làm sao mà mình biết cái tánh biết? Bởi vì nếu có cái gì ra thì mình mới biết. Còn nếu mà không có cái gì để mình xác định được, không có cái gì để mình đo đếm được hay là mình phân tích được, hoặc là cái gì đó mình thấy, mình hiểu, mình biết nó là cái gì, thì cái điều biết đó thật sự không phải là tánh biết. Điều biết đó là cái điều mình nhận diện những cái gì mình đã có rồi, mình đã biết rồi, mình đã gặp rồi, cho nên mình gọi là biết đó. Nhưng mà thật sự cái tánh biết nó giống như là một cái khoảng không, nó không có gì cả. Nhưng mà nếu một sự vật gì rơi vào ở trong cái tướng trạng hay là những cái màu sắc thì nếu không có cái không thì nó không có nổi bật lên được. Chúng ta thử tưởng tượng giả tỷ như mặt đất này mà nó dài xích mà thì chúng ta không thấy gì thấy cả. Nếu chúng ta muốn biết cái gì ở trong lòng đất thì chúng ta phải đào đất, chúng ta phải moi ra, chúng ta móc cái lỗ ra. Và khi chúng ta đào đến đâu thì cái khoảng không nó đến đó. Bởi vì cái khoảng không nó có là bởi vì có cái đất nó dài dặt, nó cứng nhắc, nó đạt cứng. Và chúng ta phá những cái vùng đạt cứng đó, cái vùng mà nó không thấy gì hết thì chúng ta gọi là không.
Vì thế cho nên cái không đó thật sự nó không phải là không, nhưng mà nó do cái ý thức về, cũng như giống như là trong cái nhà này, chúng ta thấy cái không gian nó hẹp hay rộng như thế nào, thật sự là do những cái đồ đạc xung quanh. Còn cái không gian đó là chúng ta xác định về cái khoảng trống không có đồ đạc, không có sự vật. Còn cái thật sự, cái không đó, cái không mà chân thật đó thì chúng ta chỉ có ngộ ở trong lòng mình, trong tâm mình. Thì điều này nó rất là quan trọng, bởi vì nếu chúng ta ngộ được cái không thật sự rồi thì coi như là chúng ta biết cái con đường giải thoát hay là con đường tu tập như thế nào. Bởi vì cái sự giải thoát hay là cái sự ràng buộc phiền não nó đều giữa cái không và cái có. Giác ngộ tức là chúng ta thấy được một cái khoảng giữa vô hình. Còn ta phát minh được cái tính không là bởi vì chúng ta thấy cái sự vô vật. Mà chúng ta thấy cái vô vật ở đó là chúng ta thấy khoảng không. Nhưng mà ở trong đó nó không có cái tương tự của không và có, thì chúng ta không có phân biệt được. Vì thế cho nên cái giác ngộ mà tính không á, là tự nhiên chúng ta giác ngộ mà thật sự cái không đó không phải là cái không về vật lý, cái không về trống rỗng, mà cái không đó là cái chúng ta đã vượt qua cái tầng ý thức. Nó nằm ở trong một sự sáng suốt, mình gọi là cái biết. Nhưng mà không phải là cái biết nó sanh ra, mà tự nó bị biết lấp. Bây giờ chúng ta thấy được thì nó có mặt. Cho nên ở đây bữa hỏi là tánh biết không thuộc thời gian. Thời gian chỉ tồn tại trong ý thức, bên ngoài ý thức không gian và thời gian ở chỗ nào? Đây là cái nguyên văn. Tức là chúng ta, nếu chúng ta ngoài cái ý thức thì chúng ta không biết gì về không gian hay thời gian. Khi mà chúng ta biết một điều gì đó, tức là chúng ta ý thức về cái điều mà chúng ta tưởng tượng. Bởi vì cái ở ngoài thì nó ở ngoài, nó đâu dính dấp gì trong đầu chúng ta đâu. Nhưng mà chúng ta, cái biết đó là chúng ta, cũng như chúng ta hoạt lại, chúng ta tạo một cái mô hình riêng, nó thành ra cái sự hiểu biết ở trong lòng mình. Cũng như là chúng ta nói lên một người nào đó, mà người đó nếu chúng ta không biết thì chúng ta chỉ có nghe cái tên thôi. Còn nếu người nào chúng ta biết, chúng ta đã thấy một lần rồi thì chúng ta nói tôi biết rồi. Khi chúng ta biết rồi, không phải chúng ta biết người đó, chúng ta biết cái hình ảnh ở trong lòng mình. Đó, chúng ta coi thử có phải không. Đó. Nếu chúng ta bắt đầu chúng ta nhận diện cái điều đó thì thật sự chúng ta coi như chúng ta mở ra một con đường để thấy vào ở trong cái thâm cung, cái nội tại của mình. Còn ngoài ra thì chúng ta không biết cái cách nào mà để thấy. Ví dụ bây giờ nói một người nào mà chúng ta chưa biết, mình diễn tả thì chúng ta phải tưởng tượng. Phải tưởng tượng ra. Mà tưởng tượng thì là chúng ta biết cái tưởng của bên mình, cái tượng hình ở trong lòng mình, chứ không phải chúng ta biết sự thật. Còn khi mà chúng ta biết sự thật á, khi chúng ta nhìn á, chúng ta nhìn đúng với cái sự thật đó thì chúng ta không có nói biết. Khi chúng ta nói biết á, là chúng ta nói một cái gì giữa cái chưa biết và cái bây giờ. Cho nên chúng ta hiểu, bởi vì ở trong đó nó có một cái khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta tự so sánh. Còn nếu mà mình không có so sánh thì mình không có biết. Mình nói mình biết nhưng mà không phải là biết thật. Bởi vì chúng ta biết, ta biết cái điều đó là chúng ta biết ở trong chính mình đã có cái sự phân biệt rồi, mình đã hiểu rồi. Đó là cái biết nó thuộc về, nó tạo ra một cái sở tri, một cái biết của tri thức của cái gì đó. Còn cái biết con người bình thường á, thì
thì nó lúc nào nó cũng biết. Nhưng mà trừ một lúc nó đam mê một cái gì ở trong lòng nó, hoặc nó mê muội, hoặc nó ngủ thiếp đi, hoặc nó gì đó, thì nó không có cái biết. Cho nên chúng ta tự phải phân biệt cái điều đó, khi nào chúng ta biết và điều khi nào chúng ta không biết. Ví dụ như một người nói một cái gì đó mà chúng ta phiền muộn thì chúng ta đã biết rồi, chứ không phải là chúng ta chưa biết. Còn bởi vì nếu chúng ta chưa biết thì chúng ta không so sánh được. Mà cái biết là phần nhiều nó nằm trong cái sự đối chiếu, nó mới xác định, nó gọi là hiểu. Khi hiểu nó trở thành biết. Về điều này mà mình nhờ cái câu nói của các vị thầy, các bậc đạo sư, và mình phải dò ở trong lòng mình thì mình mới sáng tâm được. Còn nếu chúng ta không dò mà chúng ta chỉ nghe theo á, thì cái điều mà có cái vị thầy nói đó chúng ta chỉ học theo thôi, cũng như chúng ta học bài vậy thôi, cũng như giống như mình học địa lý vậy đó. Chứ mà mình thật sự không biết sự thật. Cho nên bên ngoài cái ý thức thì cái không gian và cái thời gian nó không có hiện được, vì nó chỉ hiện khi nào chúng ta ý thức được điều đó. Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta có thể thấy được hai mặt. Chúng ta thấy được chính mình, thấy được chính cái sự vận hành, những sự hiện hữu trong người mình từ đâu, và cái biết của mình, cái không biết của mình. Và đồng thời chúng ta cũng biết về cái không gian hình lượng hay là phi hình lượng. Thì những cái biết đó nó đưa đi đến cái tâm, chúng làm cho cái tâm mình sáng sủa, mình không có bị cái sự mê muội. Người hỏi là trong nội vi phạm trù ý thức của ông còn có cả thân xác ông. Mara mới trả lời là dĩ nhiên, nhưng cái ý tưởng thân ta khác với những thân khác, không có trong đó. Đối với ta nó là một cái thân, nhưng không phải là thân ta đó. Cho nên mình thấy cái bậc đạo sư, cái ngôn ngữ, nếu mình không ý thức thì mình không thể phân biệt được đây là cái người giác ngộ. Cái cách nói nó chỉ thiếu hay là dư một từ thôi, nhưng mà cái người bình thường không thể nói được. Ví dụ ông trả lời trong ý tưởng thân ta khác với thân khác, không có trong đó đối với ta, và là một cái thân. Thì đối với ta nó là một cái thân, cũng như thân là thân, cũng giống như chúng ta nói thân chỉ là thân, thân là tên thân hay là thân đó, chứ không có thân của ta. Khác với những thân khác không có trong đó đối với ta, nó là một cái nhân, một cái thân, nhưng không phải là thân ta. Một cái thân nhưng mà không phải là thân ta. Một cái tâm nhưng không phải là tâm ta. Đó, chúng ta thấy nó khác. Chúng ta bình thường á, thường thường chúng ta hay quen, và chúng ta thật sự chúng ta không biết. Chúng ta tâm của tôi như vậy, hay là thân của tôi như vậy, nhưng mà thật sự nó không có cái tôi đó. Cái điều này đầu tiên ở trong lịch sử nhân loại thì Đức Phật là người xác định trước hết. Đức Phật chỉ hỏi các vị tỳ kheo khi chết đó, ông có phải đây là ông không, tức là có phải đây là cái ta không, thì vị nói không, con không có cái ta đó. Rồi Đức Phật nói có phải như vậy là phải của ông không, thì cái người đó nói không phải là của con, thì Đức Phật yên lặng. Bữa nào chúng ta sẽ đọc lại một cái trong cái Nikaya, trong Tương Ưng Bộ, Đức Phật đến thăm những người mà trước khi chết. Khi mà Đức Phật chỉ nghe cái người đó xác định được vậy là Đức Phật yên tâm, Ngài đi ra về. Đó. Cho nên cái điều đó nó rất là quan trọng. Cái chữ giải thoát hay không á,
nó chỉ có sai có một từ thôi. Thân và thân ta, hai cái nó khác nhau. Bởi vì cái thân nó không có cái ta. Còn thật sự cái ta là nó là cái chấp thân, chứ không phải là cái thân. Cái tha, cái ta là một cái sự mê muội, một cái sự xác định vô lý về chính mình. Còn cái của ta thì là sai nữa. Cho nên người ta chỉ hỏi một câu thì người ta biết nói cái câu đó tôi hay là của tôi. Thì người ta biết người đó giải thoát hay không. Nhưng mà mình phải ngộ, chứ còn nếu mình nói theo thì nó lại sai lầm cả hai. Tức là mình chưa ngộ mà mình còn bị cái bắt chước nữa, thì điều đó nguy hiểm. Mình phải học cho đến khi mà mình thật sự mình ngộ điều đó. Bởi vì khi mình ngộ điều đó thì thật sự đồng như là mình chứng được cái vô sanh, đồng như là mình giải thoát. Nghĩa là nói đơn giản như vậy, chứ mà thật sự một điểm đó nó nhỏ giống như hạt bụi, nhưng mà nó thật sự nó còn hơn tất cả những vị chư thiên. Cái tri kiến đó, bởi vì vô sanh từ thất địa tới bát địa, nó mới gọi là, tức là không bị sinh thân nữa. Mà chúng ta thấy không, tu vô số kiếp, ba vô số kiếp, có thể ngàn tỷ kiếp, tu hoài tu liên tục như vậy, nhưng mà chỉ được cái phước báo sanh lên trời, sanh xuống người, rồi trong khi đó chúng ta cũng phải bị lầm lỗi, bị sai lầm đủ thứ chuyện, và chúng ta vẫn bị luân hồi. Mà trong khi chúng ta chỉ hiểu có một từ thôi, mà chúng ta giải thoát. Cái điều nó lạ lắm, nó vậy đó. Cũng giống như là một cái trái banh hay là một cái vết xi mà nó chỉ lúm có một lỗ, thì tất cả không khí nó thoát ra ngoài hết. Và cái đó không dùng được nữa. Mà chúng ta chỉ biết được một lỗ, chúng ta chỉ biết được một lỗ lúng, rồi ở trong có đầy đủ hơi, thì chúng ta sẽ làm một cái phao có thể qua sông, hay là chúng ta sẽ thay vào cái lớp để mà chúng ta chạy tiếp cái xe được, cái bánh xe được. Đó. Cho nên nó có tí ti thôi. Thành cái tri kiến đó, cái sự hiểu biết đó nó còn vô hình hơn là một cái lỗ lúng của một cái ruột xe hay là một cái phao. Thành chúng ta thấy trong cái giáo lý của Phật nó lạ kỳ. Cái sự giải thoát không có nghĩa là chúng ta tu lâu hay là chúng ta tu mau, mà chúng ta phải ngộ cái đó có hay là không. Bởi vì nếu chúng ta hiểu được cái không đó thì tức là cái sâu sắc của trong lòng của mình nó không có tướng. Vì nó không có tướng cho nên chúng ta không phải bị làm một cái hình người hay là hình trâu, hình ngựa, hình gì nữa ấy cả. Còn nếu chúng ta nó có và chúng ta xác định, thì đầu tiên là cái ngã của chúng ta nó chưa có tiêu. Và khi chúng ta chết rồi thì dù chúng ta tu tới mức nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn bị có thân. Đó, cái căn bản nó vậy. Dù chúng ta có phước báo mà sanh lên chư thiên cũng bị có thân, chứ không thể tự động mà quá thân được. Dù bởi vì khi mà chúng ta xác định một cái điểm của chân lý thì nó thoát ra cả ba cõi, cả dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó nghĩa là nó vượt qua 18 tầng trời và không có một cái vị chư thiên nào hơn được hết cả. Cho nên do như vậy người ta mới quan trọng. Về thiền học người ta cần giác ngộ được cái điểm đó. Mà khi cái giác ngộ rồi thì thật sự cái người đó nó thoát khỏi cái sự tìm kiếm và thoát khỏi cái sự mê mà. Bởi vì không mê mà thì sẽ không có cái việc tìm kiếm. Đối với ta nó là một cái thân nhưng không phải là thân ta. Chúng ta hiểu rồi ha. Một cái tâm nhưng không phải là tâm ta. Cho nên trong kinh Lăng Già nó tất cả đều vô sanh, cũng không nhân duyên diệt.
ở trong các sanh diệt mới khởi tưởng nhân duyên. Chẳng phải diệt rồi sanh, liên tục nhân duyên khởi. Vì đoạn ngu si chấp, vọng thấy có hữu vô. Nói ra duyên khởi pháp, chân thật không tướng sanh. Bị tập khí mê chuyển nơi đây ba cõi hiện. Chân thật không duyên sanh, cũng không có duyên diệt. Tất cả pháp hữu vi dường như qua đốm hiện. Đó chỉ có kinh Rốt Ráo, Lăng Già hay là Lăng Nghiêm mới nói cái đó. Còn tất cả kinh khác thì đều tuần tự theo cái nhân quả và theo cái tính chất của các thừa. Nghĩa là theo cấp bậc của các thừa mà đi lên, mà nhận diện. Cho nên có thể là một người đó, họ là một phàm tục, họ không có gì cả. Họ đầy tất cả những cái tội nghiệp hay là lỗi lầm hay đủ cả. Nhưng mà họ chỉ cần ngộ chính cái chính nghĩa đó thôi. Thì họ phải giải thoát. Nếu mà trong tất cả cái trọng nghiệp nó còn nặng quá, thì họ theo cái nghiệp đó tái sinh. Nhưng mà đến đời nào, sanh ra đời nào, họ cũng được ổn định. Họ cũng được là hiểu biết và cái lần cuối thì họ được giải thoát. Ngay cả cái ngộ mà nó không đầy đủ như là Tu Đà Hoàng, từng cái quả của Thanh Văn, tức là ngộ theo bản thân, ngộ trong tâm mình đó. Nhưng mà tức là người ta chỉ thấy một cái điểm nào đó nó vượt qua, và trong cái sự trống rỗng của những cái mơ hồ tâm tối có một cái không có gì, và người ta biết điều đó. Cho nên do như vậy người ta chứng được cái quả dự lưu đó. Nhưng mà chúng ta thường thường là chúng ta tu á, nói cho đúng phần đông thì chúng ta cũng như vì hoặc là vì khiêm nhường hay là vì bản ngã, hai cái đó đồng nhau. Chúng ta sợ hãi, không dám nghĩ mình chứng đạo, không dám nghĩ mình tu để chứng này chứng kia, mà mình nghĩ là chứng là tức là trở thành thánh, thành nồi, thành Phật lung tung mấy cả. Và chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta thật sự cũng rất là bản ngã. Mà chúng ta không nghĩ như vậy, thật sự chúng ta cũng là bản ngã. Đó, cho nên chúng ta rất khó học hỏi. Mà bởi vì nếu mà mình muốn tìm cái chân lý sự thật á, là trong đó nó có một cái tâm rất tinh tế, rất bí mật, là con người đi tìm chân lý. Cũng như giống như chúng ta muốn kêu bằng hiểu được một cái công thức của một bài toán hay là một cái ngành nào đó. Cái điều đó, cái hiểu đó nó không phải có người hiểu hay không có người hiểu. Bởi vì nó là một cái tâm vận động, và trong cái sự quay tít của cái vận tốc tâm á, nó tự bùng sáng lên. Đó. Thành những người mà họ có những phát tâm bồ đề này kia đó, dù là một ông già, một cái người mà họ thấp bé, họ không có trí thức, họ không học không gì cả, nhưng mà họ vẫn có phát tâm bồ đề được. Nhưng mà giả tí một người phát, có người trí thức hay là một người thông tam tạng kinh điển đi nữa, nhưng mà nếu không biết thì cũng không thể phát tâm bồ đề được. Cho nên trong kinh nói nếu không phát tâm bồ đề thì tu các pháp đều là nghiệp ma. Bởi vì chúng ta cũng như chúng ta không có một ngọn đèn ở trong rừng, thì chúng ta dù đi mạnh mẽ, đi bao lâu nữa, suốt cả đêm chúng ta vẫn không thể ra khỏi được. Bởi vì nó không thật sự biết con đường. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải cần học. Chứ không phải là nói mình ý thức mình thành Phật hay không thành Phật, nhưng mà mình phải biết thật sự cái tâm Bồ Đề là gì. Đó. Cho nên để hôm nào chúng ta cần phải nghe lại cái điều đó, cho đến khi mà chúng ta nói rằng tôi hiểu rồi, thì mới thôi. Cho nên nó hỏi là trong nội vi phạm trù ý thức ông còn có cả thân xác không, thì ông bảo là dĩ nhiên, nhưng cái ý tưởng thân ta không khác với những thân khác, tức là nó thân là thân thôi, chứ trong đó nó không có hàm xúc của tôi hay là ta hay là tôi.
Không có trong đó đối với ta, nó là một cái thân nhưng không phải là thân ta, một cái tâm nhưng không phải là tâm ta. Tâm lo được cho thân, ta chẳng cần can thiệp. Cái gì cần làm được, đang được làm một cách bình thường và tự nhiên. Nghĩa là cái gì nó cần làm thì nó đã làm hoặc là nó sẽ làm. Còn cái gì không làm là nó sẽ không làm. Cái tâm cái gì biết thì nó sẽ biết, hoặc là nó đang biết, hoặc là cái gì không biết thì nó không biết. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì cái thân thì nó chỉ là một cái tướng vậy thôi. Chứ còn chúng ta không thể nói, bây giờ chúng ta phân từ đầu, chân, lông, móng, bất cứ gì đó, thì nó vẫn còn tồn tại một cái hữu, một cái, nghĩa là một cái chấm đen. Còn cái tâm cũng chúng ta cũng vậy đó. Bây giờ mình nói tôi không tâm hay là tôi giác ngộ tôi gì đó, thì thực sự chính cái sự mê muội đó nó làm tâm nó nói. Còn khi cái người giác ngộ thiệt đó, thì có thể người ta cũng nói vậy, nhưng mà có thể người ta cũng nói khác. Nhưng mà chỉ chính người ta biết thôi. Hai người đồng nói một câu, nhưng mà trong đó cái người chưa biết khó phân biết là cái người nào nói đúng, người nào nói sai. Có thể ông không ý thức rõ những chức năng sinh lý của ông, nhưng khi ý nghĩ và cảm thọ ham muốn và lo sợ trở thành vấn đề, thì ông ý thức về chính ông một cách rất rõ rệt đó. Chúng ta phải bắt đầu từ cái chỗ đó. Khi mà ý nghĩ về cảm thọ ham muốn và lo sợ nó, khi nó thành vấn đề thì chúng ta tự nhiên nó sẽ sanh ra ý thức. Và chúng ta, nếu chúng ta hiểu được, bắt đầu chúng ta hiểu được cái ý thức sanh và cái ý thức diệt, thì chúng ta sẽ biết, lần lần chúng ta sẽ tự khám phá ra. Vì thế cho nên cái vấn đề tu tâm á, là chúng ta ở trong tâm và chúng ta tự làm sáng nó lên, làm cho nó bừng sáng lên, chứ không phải là chúng ta tìm một cái dữ kiện nào đó để mà chúng ta thay đổi. Còn cái học thì chúng ta học để nó tăng cái kiến thức thôi. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta phát sanh trí tuệ, thì cái trí tuệ đó nó gồm cả kiến thức và cái vượt ngoài cái kiến thức. Còn cái kiến thức thì nó chỉ chừng mực, nó biết những cái mà những con người có trí thức, con người học biết được, nhưng mà nó không biết được những cái sự giải thoát, nó không bao giờ biết được đó. Nghĩa là hai cái mà cái người mà hiểu và không hiểu đồng nhau, cũng như hai người đồng có kiến thức như nhau, hoặc là kiến thức đúng và kiến thức sai. Nhưng mà khi cái giác ngộ mà nó bừng sáng, thì cái ánh sáng trong này nó vượt ra ngoài cái kiến thức và không kiến thức. Đó là cái chỗ, đó là cái chỗ người ta không thể học của người khác được, mà phải tự mình thôi. Nhưng mà mình nghe tất cả những cái sự rào đón, những cái sự nghĩa là dứt khoát của những cái điểm, những cái, cũng như mình biết được cái điểm dừng là chỗ nào, mình bước được cái điểm đó không phải là điểm dừng, điểm cuối cùng, thì tự nhiên mình sẽ dè dặt. Còn không thôi thì mình tự cho mình, hoặc mình chấp vào mình đó, thì nó sẽ trở ngại lắm. Cho nên nó ham muốn và lo sợ trở thành vấn đề. Khi mà nó có cái móc trong tâm thì ông có ý thức về chính ông một cách rất rõ rệt. Điều đó có thể là chúng ta biết thôi, dễ biết, không khó. Đối với ta, những cái đó hầu hết cũng là vô thức. Đối với ta, tức là ở đây là Mara nói đó, Marari nói đó, là đối với ta thì bởi vì cái tính chất đó, khi mà người ta nhìn thấy những cái tính chất cũng như giống như những cái áng mây mà nó lướt ở trong một cái bầu trời xanh thẳm, thì cái người đó họ biết, họ thấy mây nhưng mà họ biết cái bầu trời đó là như thế nào, cái không gian lớn lao đó như thế nào. Nhưng mà không nhất thiết là người ta thấy đầy đủ, nhưng mà người ta chỉ thấy đám mây đó nó không có thật, thì người ta biết cái không gian nó là cái mà đang là như như thật đó.
Ta biết ta nói chuyện với người khác hoặc làm mọi chuyện đều rất đúng và thích hợp mà không có ý thức nhiều về những hành vi như thế. Đó. Trong khi mình nói đó, mình không có cái ý thức về mình nói. Và mình không có ý thức về cái chỗ nghĩa là đúng hay là sai. Nhưng mà vượt lên trên cái ý thức, cũng như là mình thường nói cái tánh biết đó, nó tự thanh lọc, nó tự biết những điều gì cần nói và những điều gì không cần nói. Nhưng mà nó không có nhấn mạnh cái điểm cần hay là không cần, nhưng mà nó biết những điều này nói, khi nó nói thì nó vừa với cái trạng thái sâu sắc của nó hiểu. Chúng ta học những điều này không nhất thiết là để chúng ta phải giác ngộ liền, nhưng mà nó có một cái điều là để chúng ta biết cái gì không phải giác ngộ thì chúng ta biết, còn cái gì giác ngộ thì khi nó xảy ra chúng ta mới biết. Còn cái điều không phải là giác ngộ thì mình nói này là nói những cái sự sai lầm của tâm lý. Mình biết tất cả những sự sai lầm rồi á, thì cái tâm mình không có bị sai lầm ở trong cái sự suy tư hay là nhận diện về tâm. Thì cái điều đó nó có một cái lợi là để mình khỏi mắc công đi lộn đường, và sau này mình phải đi trở lại. Cho nên cái giáo lý tinh vi á, thì chúng ta phải biết những cái gì sai trước, chứ không nhất thiết là chúng ta biết cái điều đúng trước. Bởi vì tất cả cái điều sai mà chúng ta biết hết rồi đó thì nó bị loại trừ khỏi cái cuộc chơi, khỏi cái điểm, nó không có điểm nào hết cả. Cho nên trong cái vấn đề tu học á, là phải có cái sự xác định của tuệ giác, tức là nó mới thành ra nghiệp, tức là duy tuệ thị nghiệp. Đó. Nếu mà chúng ta thiếu cái trí tuệ thì chúng ta không có sự nghiệp. Bởi vì cái thế giới này chỉ là một thế giới ảo, và nó trở thành mệt mỏi, mất công. Nó rất dư thừa khi chúng ta bắt buộc phải sống. Cho nên có những người mà hiểu ít nhiều gì ở trong cái chân lý này, thật sự họ thấy sống không sống cũng được. Mà nhiều khi họ sẽ chán nhòm cuộc sống nhiều hơn. Là bởi vì họ thấy vô ích. Bởi vì sống bao lâu đi nữa nó vẫn là không có hạnh phúc. Bởi vì cái hạnh phúc mà như thế gian thuộc về cảm giác thì người ta không cần. Cũng như bây giờ mình ăn uống ngủ nghỉ đó, mình chỉ cần cho cái xác thân, nhưng mà với cái người mà thật sự giác ngộ họ cũng không cần nữa. Cho nên nếu có một người giác ngộ nào mà giả tỷ có quỷ vô thường đến rủ đi, họ đi liền. Họ giống như là ở đây bữa họ ra ngoài sân vậy. Họ không thấy cái tính chất mà quan trọng, hay là họ không bị sốc chút nào cả. Đó là cái tâm cái loại đó vậy đó. Cho nên nó là cuộc sống hiến cho sự tìm kiếm chân lý và giúp ích người khác, còn sự giác ngộ bằng cách loại trừ vĩnh viễn mọi trở ngại dưới những hình thức tham, lo sợ và tà kiến. Bởi vì cái sự giác ngộ nó sẽ có cái khả năng loại trừ cái lòng tham, loại trừ lần lần cái sự lo sợ tà kiến hay là sự điên đảo. Mà nó không có người đẩy, không có người dọn dẹp, không có người loại trừ, không có người dễ cả. Thế khi giác ngộ rồi thì gọi là cái khả năng của nó tự động vậy đó. Cũng giống như ở trên đầu ta, ở trên hư không, nó là một khoảng trống không có vật. Vì thế cho nên ở trên có một cái gì rơi xuống thì nó cũng rơi thẳng xuống tới cái chỗ dừng, tới mặt đất. Và ở dưới này chúng ta dục một cái món đồ lên thì cái món đồ đó nó cũng rơi trở lại mặt đất. Bởi vì nó không giữ bất cứ một cái vật thể nào hết cả.
thì cái tâm người giác ngộ cũng vậy, nó cũng không giữ. Khi mà mình dục lên trên đà nó lên thì mình thấy cái đó nó lên, hoặc trên đà nó xuống thì mình thấy nó xuống. Nhưng mà thực sự nó không ở đó, nó không có cái điểm dừng ở chỗ đó. Một cuộc sống cống hiến cho sự tìm kiếm chân lý và giúp ích người khác, còn sự giác ngộ bằng cách loại trừ vĩnh viễn mọi trở ngại dưới những hình thức tham ái, lo sợ và tà kiến, sẽ khiến cho đức hạnh cao thượng trở nên dễ dàng và suy nghĩ. Thành cái điều này người ta ít khi mà người ta hiểu được thật sự. Người ta thường lấy cái gì mà người ta tin tưởng rằng cái độ chỗ đó được, và cái gì người ta không tin tưởng rằng cái điều đó không được, cái điều này đúng, cái điều kia không đúng. Và người ta tự xác định lên cái điều đó mà người ta làm cái điểm dừng, điểm chấm điểm cho mình hoặc là cho người, thì cái điều đó không đúng. Cho nên người ta vô trong chùa, người ta nghĩ ông thầy đó, ông phải là mặc áo nâu hay là mặc đồ vàng, ví dụ vậy, thì thực sự đó không nhất thiết là phải đúng. Hoặc ông ăn chay hay là ông ăn mặn, điều đó không nhất thiết là đúng. Nó chỉ đúng cho cái hình thức để người ta rảnh rang một cái cuộc sống nào đó thôi, chứ không, nó không đúng với sự thật. Bởi vì trong vấn đề tu học á, người ngồi thiền thì người ta thường ngồi, mà người ta cũng như thiền hành thì người ta thường đi. Nó mình thấy cái người mà thường ngồi thì mình nói người này tu, người này tinh tấn tu, còn người kia cứ đi tới đi lui hoài thì người ta nói ông này không có tu thì không có đúng. Cũng như cái môn, cái pháp môn này và pháp môn kia nó không có dính dấp gì lẫn nhau. Thì pháp môn thiền hay tịnh hay là mật cũng không dính dấp gì lẫn nhau. Cái người biết tu thì trong một pháp nó có đủ ba pháp. Cũng như mình ngộ được một đế thì nó hiểu được lần lần đến bốn đế. Thành cái người đi tìm đạo, người ta tự tạo ra một cái ranh giới, một cái mô hình, thành người ta không có gặp thầy, không có gặp cái ông thầy mà thực sự mà dạy đạo cho người ta được. Bởi vì ông thầy của họ là phải như thế này, phải như thế kia. Ông thầy thì phải đi đứng đường hoàng, nghĩa là mắt phải nhìn xuống, hay là không có đánh đùng xa, hoặc là ngồi phải thẳng lưng như cây cột, rồi nằm như sư tử, rồi nói năng cái gì cũng đúng chân lý hết. Thì thực sự họ đó là một cái có thể là cũng có. Nếu mà ông thầy chân thật thì cũng có cái đó chứ không phải không. Nhưng mà một vị mà gọi là thầy giác ngộ thì thực sự cái đó hay không phải cái đó là không đúng, không cần thiết. Bởi vì cái điều đó nó là cái bản sao thôi chứ không phải là bản chính. Bản chính là cái vô hình của cái từ giác và ngộ. Và cái từ đó nếu mà một người có thật rồi thì cái cuộc sống đó người ta có thể đúng như người tìm đạo muốn, mà họ cũng có thể không dính dấp gì tới chuyện đó. Cũng như ở trong sách nói, khi mà Naropa đi tìm thầy gặp Tiloba đó, ông vừa ngồi chùm hổm mà ông vừa nướng cá ông ăn ở trong rừng đó. Nhưng mà nói nhiều cái chuyện nó rất lạ. Cũng như khi mà gặp ông thầy thì ông thầy nói ta không phải, ông đi ra ngoài chợ thầy của ông, hỏi thầy của tôi là ai, nó là cái anh mà bán thịt, anh bán thịt đó. Rồi ông mới ra thì thấy đi tìm hoài nhưng mà không phải là cái nói người bán thịt, nhưng mà tìm cái người ở điểm đó thì đến đó gặp cái ông là một tay đồ tể. Thì ông này cứ nghi ngờ hoài. Thì ông nói hả, cái bà ấy chỉ anh lại đây phải không?
nhưng mà ta không phải là thầy của anh. Vậy đó. À, có một chuyện nữa là khi cái vị khi mà Naropa đi tìm Tiloba ra, thì ông đang ngồi trong rừng và ông có cái vẻ gì là một đạo sư ấy cả đó. Mà chính ông là thầy của Naropa, Naropa là thầy của Mật Ba. Mà khi mà Mật Ba độ được tới Milasoba thì đó mới thực sự là một vị thực sự. Nếu nói mà công đức mà giác ngộ hay là thần lực thì thực sự rất là ghê gớm. Mà Mật Ba thì cứ tối ngày là cũng như đi tìm kinh sách, rồi đời sống nó như một người cư sĩ mà còn tệ hơn nữa. Ăn uống ồn ào mà ông cũng có vợ con, mà mấy ông con của ông thì cũng như giống như mấy ông con của đạo sư Mara vậy đó. Nghĩa là lưu lãng mà nó không có cái tinh thần đạo gì hết cả. Nó ồn ào lắm. Mà ông với bà vợ ông thì cũng ồn ào, la ó ví nhau chạy cùng làng cùng xóm. Đại khái như vậy. Nhưng mà thực sự đó là một bậc đại thánh. Nghĩa là sau này mà dạy được cho Milarepa trở thành một vị, tức là tổ của cái phái Mũ Đỏ là Mật Tông bây giờ đó. Bây giờ tất cả chúng ta nói là Mật Tông, là đó là cái dòng của Milarepa. Cho nên những điều đó không thể tưởng tượng được. Cũng như mình đọc về Mật Tông, về cái thần chú Omni Bethlehem, nó cũng nhiều chuyện. Mà nếu mình chấp tướng thì mình thấy như hình thức của luật tông thì trong đó nó không được lấy 1%, không có gì hết cả. Đời sống nó còn hơn thế đời tất cả mọi cái ồn ào. Cũng như là mình đọc chuyện Tế Công Phật sống. Tế Công thật sự ổng ồn ào còn hơn cái người thế tục nữa. Nhưng mà nhờ thế ổng hiển lộ những cái thần thông hay cái gì đó thì người ta mới bắt đầu người ta tin tưởng, người ta sợ hãi. Còn nếu không thì người ta không tin được. Cho nên tất cả cái vì thế để cho chúng ta thấy cái giáo lý mà chân thật, con người mình phải ngộ lý, phải ngộ thật sự ở trong chính tâm mình. Và khi từ cái ngộ đó mình tu thì đến khi nào nó thành công rồi thì tự tâm mình cũng có thể phát huy ra tất cả những lực lượng mà như mình tưởng tượng, những cái thần lực của vị thầy. Chứ tuyệt đối tất cả, nhưng mà mình phải có cái lòng tôn kính, nghĩa là gọi là cũng như tam bảo. Thành cái hình thức nào mình cũng phải tôn kính. Thành cái người tu, dù là Phật tử, dù là xuất gia, đều phải tôn kính tam bảo. Cho nên trong kinh nói đời mạt pháp này, một ông tăng là có thể gánh vợ, gánh con gì đó mà đi khất thực. Nhưng mà nếu ai đem một cái chút đồ ăn mà bố thí vô đó, thì phước của đức vô lượng vô biên. Cái nhân quả là từ cái tâm, cái ý, cái phát sanh. Chứ mà cái người mà cần tệ hại, cần xấu xí mà mình còn tin nữa thì cái điều đó nó mới thật sự là một cái bí mật. Tức là chúng ta vượt qua cái sắc tướng, cái âm thanh sắc tướng đó. Cho nên cái tính giác mà hiểu được cái chân lý là thật sự nó vô hình. Thành như ở trong này nói đó, tâm lo được cho thân, ta chẳng cần con thiệp. Cái tâm á, tự nó thôi. Tức là gặp việc, nó có hai phần. Cái phần thức á, là cái phần phản ứng theo cái thời gian, theo cái dữ kiện, theo những cái thói quen. Như nói năng, thì chúng ta cũng đã biết cái cách phải nói làm sao. Từ cái văn hóa hay là cái không văn hóa mà mình bắt chước, tất cả nó đều không phải của ta. Nhưng mà cái ý phát sanh ra thì những cái nguồn gốc nó, cái điều đó cũng là cái nghiệp mà chúng ta biết rồi. Chúng ta biết phát, chúng ta nói cái gì là chúng ta đã biết rồi cái đó.
Dạ thì nhưng chúng ta chưa biết, thì chúng ta cũng biết về cái chưa biết, hay là chúng ta cũng biết về cái biết. Và chúng ta, nếu chúng ta không biết thì mình đâu có nói chúng ta chưa biết. Chúng ta biết được cái chưa biết đó. Còn cái mà chúng ta, cái tướng mà chúng ta muốn biết thì chúng ta đã muốn biết. Cho nên tất cả nếu mà tâm khởi đó, hình thức hay là không có hình thức, tư tưởng hay là không tư tưởng đó, tất cả nó đều là trong cái tâm ý của chúng ta. Cho nên trước khi mà mình ngộ cái tâm mà chân thật đó, thì mình phải biết cái tâm đó. Mình phải biết tâm thức hành ý đó, mình phải biết. Khi mình biết rồi thì tất cả những cái đó lần lần nó lặng tắt. Nó lần lần nó mất cái, bởi vì nhờ cái biết mà chánh kiến chính xác thì nó sẽ tạo ra một cái phi thời gian, nó tồn tại không có sự biến đổi. Còn cái biết mà chúng ta biết rằng cái đó không có thật, không đúng, thì tự nhiên nó không có thời gian, nó sẽ liền diệt. Ở trung gian nó là cái tánh biết mà không có cái tương đối, không có cái đúng hay là sai, không có nhị nguyên đó. Tức là chúng ta thấy bất cứ cái điều gì mà nó hiện trong tâm, mà nếu chúng ta thấy thì không, nó không tồn tại. Bởi vì cái thấy là cái chủ, là cái gốc. Còn tất cả cái đó là cái thói quen, hay là bất cứ, hoặc là cái nghiệp, hay là bất cứ cái gì đó. Cho nên nếu mình không biết cái điều đó thì tự mình cũng trách lầm mình, mà tự mình cũng ám thị trong cái cuộc sống của mình. Cho nên một người mà ví dụ ở ngoài đời, một người họ là một thiên tài hay một gì đó, thì không nhất thiết là họ sanh ra họ đã có điều đó. Nhưng mà họ hoặc là có cái chủng tử đó, hoặc là có cái khả năng đó, hoặc là có năng khiếu đó. Đến một thời gian nào thì nó mới hiện ra, mới lộ ra. Cái người tu cũng vậy nữa. Người tu ở trong đó cái nhân quả thiện ác trong cái A-la-gia nó đầy tràn hết. Cho nên đến lúc nào từng phần nó hiện ra. Cho nên có nhiều người họ cũng có tài, nhưng mà tới một thời bao nhiêu tuổi đó thì nó phát sinh lên. Cũng như có mấy cái thằng nào nó lông bông đó, nó không gì đó, nhưng mà nó đi qua bên Âu Châu nó học làm tiến sĩ, mà tiến sĩ giỏi này kia đó. Mà ở nhà thì nó không có gì cả, mà nó nhà nghèo mà không có gì, rất nhiều lắm chứ không phải, thỉnh thoảng có đọc gì đó. Cho nên do như vậy cái vấn đề chỉ là thời gian, mà cái thời gian nó thuận lợi, nó phát sinh. Cũng như chúng ta trồng cái cây trái, nó ra trái theo mùa, mà cái mùa mà nó thuận thì nó ra cái trái nhiều hơn, nó do cái nhiều cái duyên phối hợp. Nhưng mà nếu không phải cái giống đó thì nó không ra cái trái đó. Cho nên trong cái nhân quả cũng có trường hợp mình cấy ghép cái cây đó, không phải là nó ra cái hoa trái đó, nhưng mà người ta có thể ghép được, nó vẫn thành ra được. Đối với ta nó là một cái thân, nhưng không phải là thân ta. Đây là cái chúng ta phải tự hiểu. Bởi vì khi mà chúng ta muốn biết cái ta hay không ta, thì khi chúng ta nói đó, chúng ta nghe cái thức của chúng ta nói và âm thanh chúng ta nói, mà chúng ta thấy nó không xác định, nó không đâu là đâu ấy cả. Cho nên chúng ta biết nói đó theo thói quen, hoặc là theo cái mà mình gọi là cái bản ngã, hay là cái gì mình thật có, nhưng mà nó không hoàn toàn không có. Chúng ta quan sát một vài lần thì tự nhiên nó tiêu hết, tự nhiên nó mắc cỡ, nó bỏ đi. Chứ còn chúng ta chưa bỏ, nó đã bỏ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không quan sát thì không bao giờ hết được hết. Chúng ta thấy không có cái gì là của mình hết cả. Cho nên cái thân thì cũng không phải thân ta, như một cái tâm nhưng không phải là tâm ta. Cái ta là cái chủ thể, là cái nguồn gốc, là cái gì đó mà mình chỉ là tưởng tượng thôi, chứ nó không có thật. Tâm lo được cho thân, ta chẳng cần can thiệp.
Bởi vì tự nhiên nó lo, không nói là nó lo đúng, lo sai, tự nhiên cái tâm của nó là nó vậy. Bây giờ mình lấy cái gì mà mình can thiệp nó? Nếu mình can thiệp nó thì cũng mình cũng trở thành chính nó, mình cũng 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 nhập vào cái đội quân của chính nó. Cho nên mình không cần can thiệp, mà hãy thấy nó phát sanh tồn tại rồi biến mất như thế nào, thì tự nhiên mình hiểu được cái mặt thật của nó. Hiểu được mặt thật của nó thì cái thật không biết từ đâu nó lại lòi ra, tức là cái bản lãnh của sự giác ngộ, tức là cái tâm thật. Cái gì cần làm đang được làm một cách bình thường và tự nhiên, đó là tự thân tâm của mình đó. Có thể ông không ý thức rõ những chức năng sinh lý của ông, nhưng khi ý thức và cảm thọ ham muốn và lo sợ trở thành vấn đề thì ông ý thức về chính ông một cách rất rõ rệt. Chúng ta thấy rằng mình không, bây giờ mình nói ý thức là chỗ nào thì mình thực sự mình lúng túng, có khi mình không thấy nó. Cái người mà thấy nó trong khi mà không có công việc, không có chuyện gì đó, thì cái người này nó thuộc về giác ngộ rồi. Nó ra, thấy rất rành rẽ, nó biết bất cứ lúc nào nó cũng biết. Nhưng mà chúng ta muốn biết nó trong khi chúng ta chưa tự tin, chưa giác ngộ hay chưa gì đó, thì chúng ta phải nghe cái câu nói. Cho nên mới nói là khi ý nghĩ, cảm thọ, ham muốn và lo sợ trở thành vấn đề, khi mà nó có một cái gì đang sợ, đang lo mà nó đầy đủ, thì tự nhiên chúng ta thấy rõ ràng cái chừng mực của nó, cái trạng thái tâm nó, cái xúc giác đó, và trong cái cảm giác như thế nào thì cái tâm của chúng ta nó sẽ tùy theo. Cái chỗ đó mình thấy quan trọng quá, tự nhiên mình biết là nguy hiểm quá, tự nhiên ta cái tim mình đập, cái tim nó tự quán hồn nó đập, rồi cái thân nếu mà trong thời chiến tranh thì nó lật đật nó chạy, nó trốn hay này cái gì đó, nó tự biết thôi. Mà nhưng mà nó biết, nhưng mà mình lại không biết nó, tức là tự nó giải quyết cho nó, cái thân cái tâm đó nó giải quyết cho bản thân, mà nó giải quyết, nó tránh cho nó những cái cảm giác đó. Vì thế cho nên nó có tính chất là biến đổi quá trang. Nhưng mà nó đâu có phải của mình, cho nên do vậy mình mới có cái mình thật là cái thấy của mình, cái thấy cái biết của mình. Còn cái nó sanh ra cái cảm giác như vậy, cảm giác lo buồn sợ nghĩ biết hay không biết, tâm tối mê muội đó, nó sanh ra. Còn cái tính biết của chúng ta chân thật thì nó thực sự nó ở với ta, bởi vì khi mà không có nó mình cũng biết, có nó mình cũng biết. Khi không sợ thì nó cũng ở đó, mà khi sợ thì nó cũng ở đó. Nhưng mà chúng ta không thấy, khi thấy rồi thì nó trở thành người thân, cũng như nó sẽ trở thành cũng như cộng tác, và chúng ta có thể đặt cho nó cái chức gì đó cũng được. Cho nên ông nói đối với ông thì cái đó hầu hết là cái vô thức, tức là mình thấy nó vậy nhưng mà mình cũng không có can thiệp, mình không có phụ tùng theo, mình không có a dua theo. Cái nó xảy ra theo thói quen, cũng như mình thấy một cái gì mình muốn thì mình thấy nó xảy ra đó, nhưng mà mình không có can thiệp, tức là mình không xúi dục theo nó nữa, thì tự nhiên nó bất buồn giận thương ghét mừng vui gì đó, tất cả cái điều đó. Cho nên mình không ngăn che, không chặn khi không có nó, mà mình không có lơi lỏng, mình không có bỏ qua khi nó có mặt, thì mình mới đối diện nó được, mình đối diện mới làm cho nó thay đổi. Còn nếu không đối diện thì thực sự mình ức chế nó. Cũng như mình giao phó cho công việc cho một người nào đó mà người đó họ không có thử sức. Thành do như vậy cái đức tin mình nó không chính xác, chứ không phải là cái việc làm của người đó không chính xác. Cho nên ta biết ta nói chuyện với người khác hoặc làm mọi chuyện đều rất đúng và thích hợp,
mà không cần ý thức nhiều về những hành vi như thế. Có vẻ như ta sống đời sống vật lý và tỉnh thức một cách tự động, phản ứng một cách tùy nghi và chính xác. Nghĩa là coi như tất cả mọi cái để cho nó trôi chảy, nó dửng dưng, nó phản ứng hoặc nó tất cả mọi việc. Nhưng mà là ông biết về cái chỗ mà chúng ta nói là những cái thấy đó. Cho nên mới nói là kêu bằng tâm tùy vận cảnh đổi thay đó, chuyển nơi tâm tối ra ngay sáng ngời, tùy dòng nhận tánh chơi vơi, thì nó hiện ra cái như như tự tại không nơi vui buồn. Bởi vì nhận được tánh rồi thì tâm tự buông. Cái tâm tánh thì nó cũng giống nhau, nó khác cái từ một chút thôi. Chứ bởi vì nói cái này cũng là nói kia. Mình nhận được cái tâm rồi thì cái tánh nó tự buông lặng. Mà mình biết tâm, mình biết tánh thì cái tâm nó tự lặng yên. Cho nên cái chẳng nói tức là cái tâm của mình nó không có nhiều chuyện thêm nữa. Nó không có vọng tưởng thêm nữa. Cho nên cái liễu ngộ với chưa liễu nó không dính dấp gì ở trên cái phía trên của nó. Bởi vì nó đã có cái khoảng không rồi. Cho nên trời có mưa hay là có nắng hay có gió hay có gì, nhưng mà cái tính của hư không nó không có thay đổi. Nó chỉ vì cái hình thức của cái, những cái gió mưa hay nắng bão gì đó. Mình thấy là thấy cái kia không thấy này, nhưng mà cái hư không nó vẫn ở đó. Trong chốc lát nó vẫn trở lại cái cảnh thanh bình. Cho nên ta nói sau cơn mưa, trời gì đó, trời là sáng. Thì cái tâm của mình cũng vậy, cũng giống như trời, cũng giống như cái không gian mà nó không có tùy vết gì. Cho nên nó làm mọi chuyện đều rất đúng và thích hợp mà không cần ý thức nhiều về những hành vi như thế. Có vẻ như ta sống đời sống vật lý và tỉnh thức một cách tự động, phản ứng một cách tùy nghi và chính xác. Nghĩa là mình cứ tự động, tức là vô tâm. Nhưng mà nếu mình tu cái môn này thì luôn luôn mình phải ý thức về cái điều xảy ra. Cái điều xảy ra, cái điều tồn tại và điều biến mất gì đó. Còn cái thói quen thì hoặc là nếu mà nó quá đà thì mình chặn đứng. Còn nếu không thì mình cứ thả lỏng. Mình thả lỏng vậy thì tự nhiên nó là mau hết hơn. Phản ứng tùy nghi của ông có được là kết quả của sự giác ngộ hay nhờ luyện tập? Đó, đây là một câu hỏi nó có cái tính chất đó là mình luyện tập hay là nó tùy nghi như vậy. Nước nó đen mà nó nguội quá. Cũng như là ví dụ như bây giờ tôi muốn uống nước, tôi bưng ly nước. Thường thường thì cái ly nước nó trà nó màu vàng, nó thanh, nó lợt hơn chút. Bây giờ nước này có lẽ là nước lá, cho nên bưng cái nước thì tự nhiên cái tâm mình nó phản ứng mình nó sao nước nó đen. Nhưng mà mình khi mình nói, mình không bị cái nói đó nó là cái nghiệp chấp, mà nó nói đó là do thói quen. Cho nên mình thấy cả hai, mình thấy cái mình thấy cái cách nói của mình và mình biết mình đang nói, nghĩa là mình thấy cái giá trị của nó, tức là mình nói nó đen, nó trắng hay là nó vàng, nó đồ. Và mình cũng biết khi mình đương phát âm. Nhưng mà cái biết của mình nó lại nghĩ là mình nói cũng như nước vậy, nó cũng như là thói quen thôi. Chứ không phải là cái chấp. Cho nên tôi nói nhưng mà tôi vẫn uống. Mà nếu uống mà mình thấy khóc thì mình cũng thấy, chứ không phải là mình không thấy. Nghĩa là mình cũng thấy cái nước này đắng hay chát hay ngọt hay bùi. Nhưng mà mình nói cái nước này sao đáng quá, ví dụ vậy đó. Nhưng mà mình vẫn uống, nhưng mà cho nên cái nói đó, cái nói mà chấp mê khóc, còn cái nói mà mình hiểu biết thì mình nghĩ là nó trở thành thói quen mà nói, chứ nó không có chấp. Cho nên do vậy khi mình uống vô thì nó đồng nhau,
cái nước đen hay nước vàng hay là cái nóng hay ngủ đồng nhau. Và nó còn một cái giải thoát nữa là khi mình vừa uống vô thì mình nghe cái cảm giác của mình. Thì cái nước nào tự nhiên nó cũng hòa hết trong người mình. Nghĩa là nó tự nhiên nó không có bất mãn. Còn nếu mình không nghe cái cảm giác thì cái khác của cuối cùng phản đối là cảm giác. Vì thế cho nên trong cái vấn đề hiểu và tu, nó có thể phối hợp lẫn nhau. Vấn đề mình tỉnh thức và cái hành động để đi đến tiêu nghiệp hay là tu tập, nó phải phối hợp lẫn nhau. Cứ biết nói nhưng mà nó không có chấp. Đó là thuộc về tâm. Khi mình uống nước hay là mình ăn thì cảm giác nó quen thuộc, nó cũng nói cái này ngon hay dở, nhưng mà tự nhiên mình vẫn ăn, mình không có bất mãn. Nói vậy đó, đại khái là cho nên nó có từng cái giai đoạn biến đổi. Cho nên người ta nói người mê thì nó có tội, mà người ngộ không tội. Vậy thì tội ở chỗ nào? Tội là cái chỗ mình thấy hay là không thấy. Cho nên Đức Thượng Tây ông cũng có dịch cái đó, ông dịch bằng cái tiếng Hy Lạp, tiếng gì ông nói. Cái tội là một cái mà mình trượt qua, một vấn đề mà mình cũng giống như mình không thấy nó. Tức là mình trượt qua bằng cái cố chấp, bằng cái sự, cái luồng quen thuộc, và mình chấp trong cái sự quen thuộc đó. Mà mình không có cái thấy, cũng như mình trợt nó không có cái thấy. Trật nó té rồi thì nó bứ biết rồi. Cho nên mình nói hay là mình hành động thì nó có ba thời kỳ. Thời kỳ mình mê muội không biết gì. Thời kỳ mình biết rồi nhưng mà mình vẫn làm, là bởi vì nó đang, tới cái biết nó đang tiêu. Và cái thời kỳ nó hết, nó đứng lặng rồi. Cũng như mình vào trong nhà tối, mình thấy nhà tối, mình biết tối. Vì mình biết tối nhưng mà mình biết rằng mình sẽ bật cái ngọn đèn lên, nó sẽ sáng. Cho nên cái biết đó nó có dự trữ cái không sợ. Rồi khi cái thời gian mà mình tìm được cái công tắc, mình bật lên. Có khi mình bật trạc hay sau đó nó cũng có, nghĩa là chờ mấy giây. Rồi có khi đèn nó sáng lên. Nó có những cái giai đoạn. Con người cũng vậy, nó cái tu hay là nghiệp hay cái gì vậy. Cho nên nó đều ở trong cái tính chất chuyển tiếp. Chuyển tiếp qua cái gọi là không gian hay thời gian. Thành cái vấn đề giáo lý không phải mình nói mà nó cứng nhắc. Cái câu nói đó nó có thể tăng hay giảm, nó có thể nhẹ hay nặng, nó có thể khinh hay trọng. Phản ứng tùy nghi của ông có được kết quả của sự giác ngộ hay nhờ luyện tập đó. Cái này là người hỏi đó. Người hỏi ta nói cái sự phản ứng mà tùy tiện của ông, nghĩa là ông cũng như gặp quý vị thì ông nói, ông làm tất cả một cách như vô tư. Nó không có cái điểm dừng để suy nghĩ này kia. Đối với ông là cái chuyện không có phải nghĩ ra mà nói. Hay là vấn đề gọi là uống lữ hay uống không uống lữ 7 lần, 8 lần gì đó, thì cái chuyện đó không cần thiết. Bởi vì cái biết nó thường trường trực ở đó. Cho nên ông mới trả lời cả hai. Cống hiến cho mục đích sẽ khiến ông sống một cuộc sống trong sạch và tử tế. Một cuộc sống cống hiến cho sự tìm kiếm chân lý và giúp ích người khác. Còn sự giác ngộ bằng cách loại trừ vĩnh viễn mọi trở ngại dưới những hình thức tham ái, lo sợ và tà kiến sẽ khiến cho đức hạnh cao thượng trở nên dễ dàng và tùy nghi. Đó. Cho nên từ giác ngộ là mình biết phải làm sao, nhưng mà đồng thời nó không có một cái sự hối thúc, nó không tạo thời gian. Có khi mình làm như vậy mà mình biết là mình giác ngộ, mình làm mà không biết. Nếu mình biết cái điều đó, thì nếu cái điều đó điều sai thì mình không thể tiếp tục làm nhiều lần được. Tự động nó như vậy thôi.
Còn nếu mình không biết mà mình biết sai thì mình phải sửa, nhưng mà mình phải sửa rất nhiều lần, có khi mình sửa không được. Có khi mình sửa hoài sửa không được. Cũng như nếu mình bị, cũng giống như mình nó bỏ viên thuốc. Mình bỏ hoài mà bỏ không được. Nhưng mà mình hiểu biết rất rõ ràng từng cái hút thuốc, từng cái hít, từng cái cảm giác từ cái biến đổi ở trong cái hơi khói, ở trong cái mùi vị thơm của mình, sau đó mình biết từng chi tiết. Và khi mình biết vậy đó là tự nhiên một lúc nào thôi tôi không hút, tôi bỏ, thì tự nhiên mình không, mình bỏ được. Cái đó là cách mà ông Osho chỉ cho ông bạn ông bỏ hút thuốc đó. Thật sự không phải bỏ hút thuốc, cái gì cũng được. Cái người mà họ biết cái đó không có cái gì họ bỏ không được. Bởi vì sao? Bởi vì khi cái động và cái không động, cái sai và cái đúng, cái chánh và cái tà, hai cái đó, nó không có cái nào nó tồn tại trong cái biết được. Và chính cái biết đó là một cái dao rất bén, nó cắt cả hai đó. Bởi vì khi biết rồi thì tất cả cái kia nó không còn hiệu nghiệm nữa. Ví dụ cũng như bây giờ có một người mò ăn trộm trong tối mà mình thấy họ lò mò chung này kia, mình biết rồi, mình không sợ, mà mình cũng cần bảo động, mình nói chung theo khéo nghe, để chở nó trầy nghe chú, hay là mình nói gì mình nói thật tính chứ nào họ còn quấn nha. Cho nên do vậy, cho nên cái vấn đề xử lý là cái vấn đề do cái biết mà nó không có tốn công nhiều. Cho đến cái biết chính xác thì nó thay đổi. Ví dụ như bây giờ nó chuông vô cái lỗ này kia đó mình ngồi, mà tới chừng nó không biết, bởi vì nó không biết là có người, và nó không biết là mình đang ngồi đây, bởi vì mình tắt đàn hết, mình để nó chuông ló rồi hết, mình bật đàn lên, thì tự nhiên nó lật đật, nó lúng túng, nó chạy ra thôi. Mình không cần xử lý vậy cả. Vì ví dụ cái đó nó tượng trưng cho cái sai, còn cái biết mình nó tượng trưng cho cái chủ thể, cái đúng. Mình không cần đuổi, thì tự nhiên cái tự động cái... Bởi vì cái nhà này không phải là nhà của nó. Nó muốn lấy đồ hay này kia. Hoặc là nó muốn... ở đây không có tiền bạc nó lấy kinh sách. Thì nó cũng không thể dám mở tủ mà nó lấy được. Cho nên do như vậy cái vấn đề mình thấy cái biết đó, nó không là gì cả. Nhưng mà nó là con dao rất là sắc sảo, nó là một lưỡi dao cạo, nó dính đầu ở trong áo, trong túi mình, nó mình không thấy, nhưng mà nó cắt mình dễ dàng lắm. Hỏi, phản ứng tùy nghi của ông có được là kết quả của sự giác ngộ hay là luyện tập? Ông mới nói là cả hai. Thật sự ông này ông rất thành thật, người giác ngộ là một chuyện, nhưng mà người ta cũng phải có một cái ý thức để mình thay đổi, tức là mình tập tiền liền. Cũng như là những vị tổ họ giác ngộ rồi họ tập luyện bằng cách gì không? Tập luyện bằng cách họ tránh đi. Bởi vì tránh đi những thói quen, họ vô rừng họ ở hoặc họ tránh trút một chỗ nào đó. Chứ họ chưa có đem cái đó ra liền. Cái đó là họ thực tập, luyện tập. Cho nên cống hiến cho mục đích sẽ khiến ông sống một cuộc sống trong sạch và tử tế, một cuộc sống cống hiến cho sự tìm kiếm chân lý và giúp cho người khác. Còn sự giác ngộ bằng cách loại trừ vĩnh viễn mọi trở ngại dưới những hình thức tham ái. Tức là mình loại trừ cái thân không bằng cái tâm. Mà cái tâm thì mình biết khi nó khởi lên, ví dụ cái lòng tham của mình. Mình lại trừ bằng cách khi mà mình thấy nó thì nó hết cái sinh lực rồi. Nó tự nhiên nó dưỡng dưng. Mình thấy một điều gì mà chính mình đó, thì thực sự nó cắt quá phần nữa. Còn phần nữa sau đó thì là thuộc về thói quen. Mình cũng tránh nó, mình cũng đừng có làm nó thì nó bớt. Có những cái mà mình khi mình thấy rồi thì nó thay đổi 100%. Có một cái gì thấy mình thấy rồi nhưng mà nó thay đổi từ 3%, 5%, 7%. Thì lúc đó mình phải đợi thời gian một chút nữa. Thì mình sẽ
sẽ hoàn hảo. Cái thời gian đó là luyện tập. Chứ nhưng mà đối với sự giác ngộ vĩ đại á, thì cái thời gian là cần thiết. Không phải mình giác ngộ là thật Phật đâu. Cái giác ngộ á, ví dụ như là Bồ Tát mà người ta tu ba ân tỳ kỳ kiếp đó, mà đấy cái khoảng chót rồi đó, cái khoảng chót đó mà người ta thành Phật á, thì cái chuyện đó mình phải học theo kinh điển, mình phải biết. Phải không cô ông Quán? Khi mà thành Phật phút chót người ta phải làm cái gì đó, rồi mình mới nói là Phật được chứ. Chứ đâu phải giác ngộ, giác ngộ thì người ta giác ngộ từ ba thân kỳ kiếp rồi. Rồi cái khoảng chót mà trước khi mình thành Phật là dứt cái gì? Vô cái vụ định kim cương nó dứt cái tập khí phiền não nó nhau. Nó là trụ địa vô minh. Nó tập khí. Rồi mười phương chư Phật mới dưới đảnh. Gọi là quán đảnh có khí. Nó sẽ làm Phật. Cho nên có những cái mà chúng ta thấy như là mình nói nhưng mình không biết được, hoặc là mình có thể nói nhưng mà mình tưởng đâu nó là không có thời gian, nhưng mà nó vẫn còn có những khoảng chuyển tiếp. Cũng như cái vụ định kim cang này là cái khoảnh khắc cuối cùng của giữa tối và sáng. Thì cũng giống như nó. Mình thi rồi đó, bây giờ cái trên bở mà để có cái tên mình đó là mình đã được đậu. Còn bao nhiêu năm mình học hoài, thi hoài, nhưng mà nó chưa có cái điểm cuối cùng. Chỉ bây giờ cái cuối cùng đang bở thôi. Nhưng mà ở đây nói về cái tâm lý sâu xa đó, cũng như khoảnh khắc mà mình sáng tâm ra, mình phát minh ra. Mình phát minh ra ví dụ như một cái công thức về toán hay là một cái gì đó về cái chân lý. Nó có những khoảnh khắc rất là ngắn ngủi phát minh ra. Còn cái tương đối thì nó cũng có cái tương đối nới rãng của tâm. Nó giống như là ngày nó đến thì cái bóng đêm từ từ nó giảm xuống. Chứ không phải nó bùng ra cái nó sáng liền được. Nó có giảm xuống thì cái con đường mà tỉnh thức cuối cùng để mà thành ra một Đức Như Lai nó cũng phải vậy. Cũng như ví dụ như bây giờ mình Đức Từ Thị Di Lặc ở trên Đâu Xuất đó, có thể là ngày hiện ra làm Phật cũng không khó, nhưng mà cái chánh thức mà ngài phải trải qua để ngài ngồi dưới cội Bồ Đề mà thành Phật như Phật Thích Ca như vậy thì cũng phải còn rất lâu. Chúng ta thử tưởng tượng là bây giờ mình sống 100 năm mà cứ 100 năm nó tăng lên một tuổi. Rồi 101, 102 mà cứ mỗi 100 năm thì nó được một mứa, được một tuổi. Bây giờ là mình đương từ chích giỡn, cứ 100 năm mình giỡn một tuổi. Nè, mà tới giỡn tới 10 tuổi. Rồi cái tăng lần lên 100 năm, tăng lần một tuổi thì tới tấn vọn 40 tuổi. Nên bây giờ mình cứ tính đi. Bây giờ mình 100 năm mình xuống bữa nay là 75 năm, 2000. Lúc mà Đức 100 năm là thời của Đức Phật Thích Ca thì có người sống 100 năm. Nhưng mà cứ 100 năm thì giảm xuống một tuổi thì như Đức Phật là đã diệt là 2500 năm rồi. Thì bây giờ mình giảm xuống 75 tuổi, ví dụ vậy đó. Rồi 100 năm nữa thì mình giảm thành 74, 73, 72, 71, 70, ví dụ đó, rồi 69 cứ giảm. Bây giờ kiếp này là kiếp giảm, mình cứ giảm hoài.
nó giảm cho tới cứ mà, nhưng mà 100 năm nó mới giảm một lần, phải tới 100 năm, nhưng mà cái tuổi thọ con người từ từ nó héo mòn, nó mất cái, những cái sự vô hình sinh lực thân tâm gì đó, nó mới từ từ nó giảm thọ, nó giảm cho đến khi mà con người còn mấy tuổi, 10 tuổi hả? Hả? 10 tuổi thì nó là tăng lên. Được, cứ 100 năm nó tăng lên 1 tuổi. Nó tăng cho hết cái tuổi thọ loài người. Tuổi thọ loài người là bao nhiêu? Là 84.000 tuổi. Rồi nó giảm xuống tới 8.000 tuổi thì lúc đó Đức Di Lặc ra đời. Mà chúng ta cứ lấy 500 năm mà nhân hay là cộng gì đó, thì chúng ta biết từ đây đến Đức Di Lặc là bao nhiêu tuổi? 8 triệu năm. Hả? 8 triệu hả? Tính gì giỏi vậy? Còn lâu lắm. Hồi xưa thầy tính sơ sơ 87 ức triệu năm. 100 năm giảm đi một tuổi. Mà bây giờ như thì 8.000 năm thì mình mới có bây giờ là kêu bằng 75 thì mới có 65 tuổi thôi. Tuổi thọ 65. 100 năm thì mình giảm xuống có 1 tuổi thôi. Bây giờ là năm hơn 566 rồi. Ừ. Là còn như là 30 năm gì đó, còn 66 là 3 mấy năm thì mình còn là 74 tuổi. 74 tuổi rồi cứ 100 năm mình giảm lại còn 1 tuổi là còn 33 tuổi. Mấy 100 năm mới giảm 1 tuổi. 100 năm xuống là mới giảm 1 tuổi. Nghĩa là tuổi thọ mình nó giảm, không phải nó từ từ, chứ không phải là tự nhiên mà nó giảm cái rầm. Nó nghĩa là trong thời gian nó tại giảm giảm. Cũng như là cái mùa nắng đến thì tất cả cây cối nó cũng héo từ từ, nó giảm bớt cái sức sống nó. Và mùa mưa vậy, cái gì nó cũng tăng. Nó giảm cho đến khi mà con người còn 10 tuổi thì nó bắt đầu tăng. Nhưng mà đây là nó chưa nói cái kiếp hoại hay kiếp diệt gì đó, nó còn tam tai bát nạn. Nó tới đại tam tai, nghĩa là cái cũng cũng gì đó là đau bên tai, cơ cẳng tai và ôn dịch tai. Mà chết không phải là chết vậy, nó chết gần hết rồi. Nó chết còn dòm đâm tay năm cái không thấy người đâu. Có vài người xấu trốn trong rừng, trong núi ở đâu. Sao cứ mò ra ôm nhau mà khóc, rồi bây giờ nghĩ là không nên giết nữa. Lúc đó nó nghĩa là cái nghiệp sát đến mà giáp không còn loài người. Nó ghê lắm chứ không phải là, không phải là, cho nên mình phải theo đúng như lời Phật nói, chứ mình không thể là mình tưởng tượng được. Cho nên rồi nó còn từ cái đau bên tai rồi cái ôn dịch tai. Con người ôn dịch không phải là dịch như vậy, dịch giờ nó chưa tới 1% lúc đó, mà lúc đó nó gần như là 100%. Bây giờ nếu mà tính bây giờ nó chưa tới 1%, bởi vì lúc đó con người một cái tai nạn mà thiệt sự của kiếp giảm như vậy là chết, nó chết gần hết rồi. Rồi từ từ nó mới sống sót, nó qua cái hết rồi, nó mới lên lại. Rồi tới đau bên tai, ôn dịch tai, rồi cơ cẳng tai, đói khát cũng chết gần hết. Mỗi cái nó đi tới tận cùng, mà đi tới để nó thay đổi cái lớp người mà. Rồi còn một hai người ngóc đầu gì đó, lần họ qua cái kiếp nạn rồi thì từ từ họ sống trở lại, họ nghĩa là bồi dưỡng này kia lần. Mà hãy tưởng tượng nó từ cái số gần cái số không mà nó lên tới cái số chót, đâu phải dễ. Cho nên nó lâu như vậy, cho nên bước phải nói là ngàn năm, triệu năm cái này. Cho nên nếu tính xa xa, có lần nó tính 80 mấy ức triệu năm gì đó, lâu lắm, thời gian. Thì Đức Di Lặc, bởi vì mình phải tụng kinh Di Lặc Hạ Sanh, Di Lặc Thượng Sanh. Còn những người mà họ nói mà họ không có tụng kinh đó, thì mình cũng không dám cãi. Họ nói họ phải. Họ nói Đức Di Lặc ra sanh chỗ này, Đức Di Lặc sanh chỗ kia, đủ thứ cả. Cho nên người ta nói nó không có căn cứ, không có lý do. Và những người nói đó thì họ có nhiều khi họ cũng chưa đọc tới cuốn kinh nữa là khác. Mà nếu không có Đức Phật nói thì mình làm sao mình biết có Đức Di Lặc hay là Đức Di Đà gì đó. Tất cả đều từ Đức Phật, ông bày đặt ra, ông nói, ông chỉ chỏ cho mình. Bởi vì ông dẫn đường, ông chỉ chỏ mình mới biết được.
Cho nên thế giới này là một cái thế giới nó tan giảm như vậy, mà cái nghiệp con người nó cũng tan giảm như vậy. Nó cũng như nó đồng một thời kỳ, nó biến đổi như như vậy đó. Cũng như bây giờ cái thời kỳ này là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Một người với một người cũng hơn thua nhau. Còn một xóm với một xóm, một thôn với một thôn, một tỉnh với một tỉnh, hay là một nước với một nước, được toàn cầu. Cho nên mình coi kỹ chứ. Cho nên tôi, cái tánh tôi nó ưa quen hay coi tin tức, coi gì, coi thời sự trên mạng nữa. Một ngày một đêm ít nhất tôi cũng mất hết 4-5 tiếng đồng hồ mà coi nữa. Có khi mỗi ngày thì chừng vài tiếng, tối cũng 3-4 tiếng coi như. Cho nên mình cập nhật, mình nhờ như vậy mình sanh ra cái sự hiểu biết tương đối của vô thường, của khổ, của vô ngã, của mình sanh ra được cái tình thương chân thật. Mình biết tất cả chúng sanh nó tâm tối như đứa trẻ khờ, cũng giống như là những đứa nhỏ mà ở trong nhà nó đang cháy, nó sập xuống chết bây giờ. Cũng như là ba cõi không an giống như nhà lửa trong kinh Pháp Hoa đó. Cho nên kinh Pháp Hoa là một cái kinh nghĩa là phi thường. Chúng ta chỉ cần nghe đi danh từ, chúng ta chỉ cần lễ bái, cúng dường hay tụng đọc thì thực sự là đừng nói kiếp sau mà hiện đời nó cũng có phước báo rất là lớn. Nó bí mật lắm, tức là nó nói xuyển dương lên cái Phật tánh đó. Cho nên những kinh Đại Thừa như vậy chúng ta phải phát tâm học hỏi tụng đọc. Cho nên ai mà hết phước rồi thì mới sợ kinh, mới tránh kinh. Chứ còn ngoài ra cái phước đến thì chúng ta luôn luôn muốn biết nghe được cái lời Phật dạy thì mình mới tăng lên cái quả báo được chứ. Cũng như khi ta nói mình nghe Pháp nó khác hơn cái nghe mà cái chuyện ở ngoài. Ví dụ nghe chuyện ngoài đời thì chúng ta nghe rồi chúng ta đương hễ mà không có gì đó thì chúng ta không biết gì. Chúng ta luôn luôn muốn tiếp theo cái câu chuyện. Còn khi mà nghe Pháp thì chúng ta nghe mỗi một đoạn là nó có một cái tính chất để làm thay đổi cái thức, cái tâm của mình. Đó. Rồi mỗi một câu, một lý. Cho nên khi mà nó dứt câu hay dứt một cái phần đoạn nào thì chúng ta yên lặng, chúng ta tự sai vào trong người mình. Và tự yên lặng mình nghe. Cũng như hồi giờ mình ngồi mình nghe rồi mình không biết cái hơi thở mình nó có điều hòa không thì mình phải ý thức trở lại. Rồi cái biết của mình rồi này kia, nghĩa là luôn luôn trong cái thời nghe Pháp là thời mình kiểm chứng. Mình kiểm chứng nghĩa là thân tâm hồn xác gì đó là mình phải ý thức. Bởi vì nhờ cái ý thức đó thì khi cái Pháp nó đến, cái lời đến thì nó mới lọt vô trong mà mình mới có thể trở thành một cái phân tích Pháp nhanh nhặn. Mà mình trở thành một cái sự tỉnh thức được. Còn nếu không, một là cái khoảng không, không có gì. Còn hai là cái tính chất sau cái nghe rồi đó, mình có lúc mình không nghe và khoảng trống đó thì mình có những suy nghĩ, tức là vọng tưởng nó xen vào đó. Thì cái chỗ giác ngộ đó nó không phát sanh được. Bởi vì nó không phát sanh là bởi vì mình có những vọng tưởng là nó có những cái hình ảnh ở bên trong. Thì nó chặn cái không tính của cái ánh sáng để mà giác được. Bởi vì giác ngộ nó phải từ cái chỗ trống rỗng mà mình thấy được. Cho nên cái này là có nhiều cái bí quyết mà tự mình phải biết được. Nói chỗ này cho hết. Một cuộc sống cống hiến cho sự tìm kiếm chân lý và giúp ích người khác. Còn sự giác ngộ bằng cách loại trừ vĩnh viễn mọi trở ngại dưới những hình thức tham ái, lo sợ và tà kiến. Tức là cái sự giác ngại ngộ là phải lần lần đoạn được những cái tâm, bất cứ loại tâm gì, nó cũng trở thành thanh lương, sáng sủa và trong sáng.
Cũng như chúng ta muốn thấy thật sự một cái vũ trụ mênh mông thì phải tạm thời mình phải nhìn cái khung trời mà nó không có mây, nó trong sáng thì mình mới hình dung một cái lớn lao được. Còn trong cái mây gió mưa bão thì mình chỉ thấy là không gian nó đầy những vấn đề, thì mình đâu có thấy cái khoảng trống to rộng được. Cho nên khiến cho đức hạnh cao thượng trở nên dễ dàng và tùy nghi. Ông cái người hỏi nói ông không còn tham ái và lo sợ sao? Ông mới trả lời: số mệnh sinh ta ra là một người đơn giản bình thường như mọi người khác. Mình nghe cái cách ông trả lời đó, nó rất là trong sáng và thanh tịnh. Ông không nói là cái gì cả, và cái sự thật ông như thế nào thì ông nói như thế đó. Cho nên mình thấy cái ngôn ngữ họ giác ngộ, họ không có tưởng tượng, họ không có bài đặt, họ không có học của bắt chước ai mà nói lặp lại câu như là mình nói theo kinh hay là nói theo người này người kia vậy cả. Và ông cũng không nói trong tưởng tượng mà ông nói ngay cái khoảng người ta hỏi đó. Thì cái tâm ông như thế nào, cái thân, cho nên luôn luôn người ta ở trong chính người ta, trong cái thân đó. Cho nên mới nói là bình thường như mọi người khác, một tiểu thương khiêm tốn với chút ít học vấn. Cuộc đời ta qua bình thường, cũng bình thường. Đó, ông cũng nói là giống như là ông là một người buôn bán. Trước nay mà tiểu thương bình thường thôi là ông không có cái gì. Với những tham ái lo sợ như mọi người khác. Rồi qua sự tin tưởng của tôn sư. Nghĩa là ông diễn dịch đó, chúng ta nghe một cái đoạn này. Nghe. Ta là một người đơn giản ha. Bình thường như mọi người khác, tức là không có gì cả ha. Một tiểu thương, tức là ông bác rộng nói một, ta là một tiểu thương khiêm tốn với chút ít học vốn, tức là ông rất ít học chứ không có nhiều. Ông bán thuốc lá, mà bán thuốc lá là nghề của ông. Cuộc đời ta cũng bình thường với những tham ái và lo sợ như mọi người khác, chứ ông không có phải là cái gì khác. Rồi qua sự tin tưởng vào tôn sư, đó là cái khác. Bắt đầu là ông có cái đức tin nơi vị thầy. Cho nên nhờ đức tin đó mà chỉ có 3 năm mà ông được giác ngộ. Qua sự tin tưởng vào tôn sư và làm theo lời Ngài, ta giác ngộ sự hiện hữu chân thật của ta. Ta bỏ lại phía sau bản chất thuộc về con người, tự lo liệu lấy. Cho đến khi định mệnh của nó kết thúc, thỉnh thoảng một phản ứng cũ, cảm xúc hay tâm lý xảy ra trong tâm. Đó. Tức là cũng như là nó mình biết thì biết, nhưng mà cái nghiệp quen thuộc của mình nó vẫn phản ánh lại một thời gian nào đó. Thỉnh thoảng một phản ứng cũ, cảm xúc hay tâm lý xảy ra trong tâm, nhưng ngay lập tức nó bị phát hiện và bị loại bỏ. Đó, cái đó là cái mà tôi cũng hay thường nói đó. Nó phát, khi mình phát hiện những điều gì trong tâm mà mình biết thì tự nhiên nó loại bỏ. Tức là còn cho nên cái biết đó nó là cái chánh thức của cái thiền. Tức là luôn luôn mình cũng giống như mình nói Vipassana đó, mình quán sát cái chỉ quán động là mình tạo ra, rồi mình thay đổi, mình dòm, trong khi mình dòm mình nó trốn hết trơn rồi, đâu có gì đâu. Cho nên người mình bình thường á, hễ cái gì xảy ra mình liền biết, chứ mình không có mê. Biết như vậy thì nó bươi mau bớt. Còn mình ráng, mình ngồi, mình yên lặng, mình trông cho nó xảy ra để mình coi, mình quán, mình tu, nó trốn hết trơn. Mà lâu lâu có một cái vọng nó xảy ra, cái mình có hồi nó buồn ngủ, nó cũng không biết nữa. Cho nên cái vấn đề tu á, thật sự nó là một vấn đề kỳ cục. Tu á, là tự nhiên trong tất cả 24 giờ mình phải tỉnh thức và luôn luôn mình theo dõi. Vậy đó, cũng giống như người ta tu tổ sư thiền, người ta luôn luôn, người ta một cái công án, người ta luôn luôn phải liên tục. Còn mình lâu lâu mình làm chút, chỉ trừ ví dụ cái tụng kinh thì mình không thể tụng suốt được bởi vì cái hơi tiếng, mình phải nghỉ. Nhưng mà nếu mình tụng liên tục thì nó cũng xảy ra những cái điều kỳ lạ. Như hồi xưa đó tôi cũng có cái thời gian đó. Còn ngoài ra cái sự tu này thì chúng ta cũng phải liên tục. Chứ còn nếu mà không, bởi vì trong cái thời gian cái liên tục đó là cái thời gian nó cắt đứt tất cả những cái mối nối, những cái quen thuộc, những cái nghiệp của chúng ta đó. Và một lúc nào nó đứt thật
thì mình không có thấy gì nữa hết cả. Ta bỏ lại phía sau bản chất thuộc về con người tự do, tự lo liệu lấy, cho đến khi định mệnh của nó kết thúc, thỉnh thoảng một phản ứng cũ, cảm xúc hay là tâm lý xảy ra trong tâm, nhưng ngay lập tức nó bị phát hiện và bị loại bỏ đó. Xét cho cùng, chừng nào còn hệ lụy với một con người, người ta vẫn bị tác động bởi cách suy nghĩ, hành xử và thói quen của con người đó. Chúng ta nghĩ chúng ta là con người, bạn là người ta, bạn là một con người hay là bạn là một con người hiểu biết hoặc một trí thức mà sao như thế, chúng ta hay đổ thừa như vậy đó. Bởi vì khi mà nghiệp nó khởi, khi là thì tự nhiên nó dù có trí thức hay dù có ngu dốt có gì thì cái mà cũng không thể phát minh cái tâm địa được. Cho nên xét cho cùng, chừng nào còn hệ lụy với một con người, tức là cái tư duy đó, người ta vẫn bị tác động bởi cách suy nghĩ, hành xử và thói quen của con người đó. Hỏi Thế Âm không sợ chết à? Ông nói, ta đã chết rồi. Hỏi ông sợ chết, nói ta chết rồi. Cho nên cái chết đó là thật sự ở trong cái vô tâm, trong cái tâm không á. Tất cả nó đều là, bởi vì nó mới thật sự là cái chết. Tức là mình biết rằng tất cả, cũng như thế gian này nó không có gì cả. Nhưng mà nếu mình nói không thì nó còn tư tưởng. Nó có thì mình chứng nhận là mình có cái nghiệp đó. Mà mình nói chết tức là mình đang thấy cái diễn tiến, nó trở thành trống rỗng, nó trở thành bất cứ gì đó. Cũng như mình ăn những món đồ nào đó mà mình biết rõ ràng rồi, tự nhiên mình thấy mình muốn dứt, không muốn ăn, thì tự nhiên mình hiểu nó, mình biết nó và mình thấy những cái khoảng mà nó không có tiếp tục để mà tham ăn hay là tiếp tục của cảm giác. Tức là cái cảm giác nó có một cái khoảng trống, thì bắt đầu từ cái cảm giác đó nó làm cái giới hạn, nó làm cái điểm đầu tiên và nó đi tới. Nó cần đi thì nó cần trống rỗng, nó cần rộng rãi ra. Thì cái chết nó cũng vậy nữa, cái chết nó là cái vô tâm, nó từ từ nó đi tới. Cho nên khi mà mình ở thường ở trong cái đó thì nó đâu có chết sống nữa. Thành giả thì cái thân xác này đến lúc nào nó bỏ đi hoặc nó có gì đó thì mình thấy nó cũng như mình thấy tất cả việc thay đổi vậy thôi. Cho nên đó là một cái bí quyết nó rất là kỳ diệu. Thế ông không sợ chết, ta đã chết rồi. Theo nghĩa nào? Ta chết đến hai lần, không những ta chết với thân mà còn chết cả với tâm. Tức là cái thân, tức là lần tất cả những cái gì mà mình nó chán nản, nó xa lìa, nó bỏ, nó cũng như từ cái tính chất mình không còn muốn nữa thì từ từ nó chết về cái thân. Rồi nó thuộc về cái phần vật chất, còn cái tâm thì tự nhiên lần lần mình cũng chết đi. Cho nên cái chết là cái dứt được cái gì mà nó tồn tại, nó quậy phá hoặc nó sinh, nó gọi là trong cái ngũ ấm của mình đó, thọ tưởng hành thức đó. Nhưng mà không phải là nó không, nếu mà trong cái giác ngộ là nó hiểu và nó thấy. Khi nó thấy hay nó hiểu thì tự nhiên ở trong đó nó là cái chết. Bởi vì khi mà thấy một cái gì đó thì cái đó nó không còn cái sinh lực khác nữa. Thấy là thấy được cái tất cả cái thân tâm hành động của mình. Cũng như cái chuyện mà thằng ăn trộm mà nó theo dõi nó thấy nó, thì thật sự nó cũng không còn cái hứng thú nữa. Bởi vì nó không thấy nó thì nó mới mang cái tính chất tham vọng nghiệp, mà nó có thấy cả cái tham nó. Tức là khi thấy đó, tức là con người nó có một cái gì đó ra ngoài, và cái còn lại bên trong nó sẽ tàn rụi từ từ. Dù nó có đó nhưng mà nó rất là mau mau tàn, nó mỏng manh lắm. Cho nên gọi là thấy tánh là vậy đó. Cho nên nó ta chết đi hai lần, không những ta chết thân mà còn chết cả tâm nữa. Vậy mà trong ông chẳng chết chút nào.
Cái thì cái người đó hỏi như vậy đó hả, thì ông mới nói, ông nói thế, hình như ông còn biết rõ trạng thái của ta còn hơn cả chính ta nữa. Bởi vì ông biết, tức là cái biết ông nó ngon bằng cái không biết, tức là không có gì. Còn cái ông này, ông thấy bề ngoài của ông này thì ông tán thán, ông nói như vậy. Thành thì cái người hỏi mới nói xin ông bỏ qua, nhưng tôi không hiểu được ông bảo ông không còn thân mà cũng chẳng còn tâm, nhưng tôi thấy ông vẫn sống và nói chuyện lưu loát. Cho nên người ta nói là nói cái sự giác ngộ, cái người mà họ thấy đó là tự nhiên họ không có thật, nhưng mà cái người ngoài thì làm sao mà không có được. Ví dụ như bây giờ tôi không có ý nghĩ và không có cái niệm, thì ví dụ bây giờ tôi đưa tay lên tôi gãi hay tôi làm gì tôi đâu có thấy đâu. Họ không thấy không có nghĩa là mình không có cái đó, nhưng mà trong lòng nó không có gì cả. Còn mình thấy là kèm theo một ý thức. Ý thức về cái tướng trạng phát sanh và cái chuyển biến của mình giữa cái không với cái có đó, và mình ý thức về cái đó. Cho nên nó gọi là thấy. Còn nếu mình không ý thức, mình không vọng tưởng không gì thì tất cả nó đều là giống như ảo ở trong chim bao vậy chứ đâu có gì. Cho nên cái điều đó mình cũng cần phải học tập. Cho nên ông kia ông nói là ông bảo ông không còn thân mà cũng chẳng còn tâm, nhưng tôi thấy ông vẫn sống và nói chuyện lưu loát quá. Ông mới nói là trong não bộ và thân xác ông một hoạt động vô cùng phức tạp, lúc nào cũng đang xảy ra. Ông có ý thức được nó không? Cũng như cái não chúng ta hoạt động chúng ta đâu có biết đâu. Hoàn toàn là không, nhưng đối với người ngoài tất cả hình như diễn ra một cách trí tuệ và có chủ đích. Tại sao không thừa nhận rằng toàn thể đời sống cá nhân của một người có thể chìm dưới ngưỡng cửa của ý thức, nhưng đời sống ấy vẫn diễn ra một cách hợp lý và trôi chảy? Tức là con người mình ý thức việc gì thì mình biết việc đó, nhưng mà tự ở trong cái nội dung đó, thật sự nó không cần điều đó, nó làm theo nó thôi, nó tự nó thôi. Cũng như bây giờ mình ý thức hay không ý thức, nhưng mà tóc mình vẫn dài, cái móng chân mình nó vẫn ra, và con người mình tất cả mọi việc nó vẫn tự thay đổi đó. Cho nên mình không cần mình biết hay không biết, mình chỉ biết về cái biết, mình chỉ ý thức được về ý thức thì mình giải thoát thôi. Còn những cái đó ý thức được hay không được thì cũng không sao. Liệu như thế có bình thường không? Cái gì bình thường? Cuộc đời ông hỏi là liệu như thế có bình thường không? Thì cái gì là bình thường? Ông hỏi cái gì bình thường? Cuộc đời ông thường xuyên bị ám ảnh bởi tham ái và lo sợ. Có người ai cũng bị tham ái vì mình muốn và sợ. Nghĩa là đại khái mình nói chung là lúc nào trong người mình cũng có cái muốn, không muốn này, muốn kia. Không muốn sống thì muốn chết, không muốn thế này, nghĩa là nó có muốn hoặc tinh thần vật chất luôn luôn nó tồn tại. Cho nên cái đó là cái sự tồn tại của một cái người mà nó trong luân hồi. Còn khi mà cái muốn nó dừng rồi thì tự nhiên cái sự tồn tại nó trở thành tâm vô tư của cái sự thoát ly tái sinh. Liệu cuộc đời đó có bình thường? Ý thức rất rõ về âm thì liệu có bình thường bị những cảm xúc dằn xé, bị ý nghĩ hành hạ thì liệu có bình thường? Một cái thân khỏe mạnh, một cái tâm lành mạnh, sống hầu như không được chủ nhân của chúng biết đến. Chỉ khi nào đau đớn hay khổ sở thì thân mới kêu gọi sự quan tâm và tâm mới cần đến sự sáng suốt. Tại sao không áp dụng như thế cho toàn thể đời sống cá nhân? Một người vẫn có thể hành xử đúng, đối đáp giỏi và đầy đủ đối với bất cứ gì xảy ra mà chẳng cần phải chuyên tâm chú ý. Khi khả năng kiểm soát chính mình trở thành bản tính thứ hai, tánh biết sẽ rời tiêu điểm của nó vào những bình diện sâu hơn của sự sống và hành động. Thế không phải ông trở thành người máy. Cái ông mà hỏi này, ông cũng lý luận dữ.
Ông mới trả lời: có hại gì khi tự động quá những gì có tính cách thói quen và lặp lại? Mặc dù là tự động nhưng khi bị rối loạn nó cũng gây đau đớn và khổ sở và kêu gọi sự chú ý. Bởi vì cái tính chất liên tục của ngũ ấm vậy đó, bây giờ mình chú ý hay không chú ý, nhưng mà cái gì mà nó ví dụ mình dấp té, nó đau đớn hay là trầy xấy, vết cho này kia, thì thực sự mình phải ý thức, bắt buộc lúc đó mình phải biết. Mình không thể không biết, bởi vì nó là cái cảm giác, nó làm ra cái mình phải chú ý, phải biết. Cho nên cái thọ nó tạo thành cái tưởng, mà cái tưởng nó trở thành những cái hành động thân hay tâm. Và nó là cái ý thức, nó là cái thức biết. Thức biết nó ở trong cái động của âm thanh, của sắc tướng, của tướng trong đầu óc hay là cái tướng của bề ngoài. Cho nên nó trở thành một cái sự hiểu biết. Toàn thể mục đích của cuộc sống trong sạch và ngăn nắp là giải thoát con người khỏi sự chống chế của hỗn loạn và gánh nặng của đau khổ. Cái câu hỏi chốt là ông có vẻ bên vực một cuộc sống. Có gì sai với một cuộc sống không còn phiền trược tính cách con người? Chữ Kombute nó không biết là nó nói về cái gì. Hả? Chữ Kombute hả? Cho nên nói, ông có vẻ bên vực một cuộc sống Kombute quá. Có gì sai với một cuộc sống không còn phiền trược tính cách con người, đơn thuần chỉ là phản ảnh, phản chiếu của cái chân thật. Tại sao ảnh phản chiếu không trung thực với nguyên bản như một điều hiển nhiên và tự động? Liệu con người cần phải có kiểu mẫu nào đó riêng nó? Cuộc sống mà sự thể hiện của nó là con người sẽ hướng dẫn con người. Một khi nhận ra con người chỉ là cái bóng của thực tại mà phải chính thực tại thì không, thì ông chẳng còn băn khoăn và lo lắng, ông sẽ chấp nhận để được hướng dẫn từ bên trong và đời sống trở thành một cuộc hành trình nào vào cái không thể biết. Bởi vì cái tính chất chúng ta hướng dẫn cái mà chúng ta nghĩ ra rồi chúng ta không biết. Còn cái nó xảy ra đó thì thực sự chúng ta lại không có ý thức được. Vì thế cho nên chúng ta không hướng dẫn. Nếu mà chúng ta ý thức được tất cả cái đang là nó xảy ra thì chúng ta cái ý thức đó là sự hướng dẫn và chúng ta cũng biết hướng dẫn làm sao cho nó. Còn thân này nó thực sự nó cũng rất là cô đơn, nó tự nhiên nó đau hay là nó khổ hay là nó cái gì đó thì tự động nó sinh rồi tự động nó hoành hành, nó diệt này kia. Mình giống như mình không can thiệp. Mình can thiệp là bởi vì khi mà cái cảm xúc nó quá đà, nó làm cho mình có một cái tính chất gì đó bực phiền thì lúc đó mình mới can thiệp thôi. Chứ còn khi mà nó hành hoạt tự nó thì thực sự nó rất cô độc. Cũng giống như ví dụ mình ăn, mình cứ ăn cho nó thỏa mãn cho ngon thôi, rồi nó tiêu quá nó làm sao kệ nó. Nhiều khi mình ham ăn quá, mình ăn cho nó đầy bụng rồi, hoặc là mình ăn những đồ mà thực sự nó không thích hợp với cái bộ tiêu hóa, thì bộ tiêu hóa nó phải rắn, nó tiêu, nó khổ sở với bao nhiêu mình đâu có biết. Mình đầu tiên cảm thấy chừng mình nghe đau, mình ảnh hưởng tới mình thì lúc đó mình mới lật đật, mình uống thuốc chỗ hay là mình uống thuốc hay là tiêu này kia. Ví dụ vậy đó, cuộc sống của mình vậy, mình làm thỏa mãn cho cái ý của mình thôi. Cũng như mình vận động hay mình làm việc gì đó, mình theo gọi là cái lòng tham, tức là cái hình ảnh của việc làm, của đời sống nó làm cho mình phải làm như vậy. Nhưng mà mình không ý thức về trong khi mình làm đó là mình vay mượn hoặc là mình lợi dụng cái thân tâm của nó. Bởi vì nó có cách sống của nó. Còn mình thì mình sống trong cái sự tham vọng, trong những điều của mình, chứ mình không phải sống cho nó. Cho nên do như vậy cái thân mình nó cũng cô đơn lắm, chứ không phải đó. Vì thế cho nên do vậy mình phải có một cái lòng từ, tức là mình phải giúp đỡ nó, mình phải nâng cấp nó, mình phải ủng hộ nó.
chứ không thôi thì nó rất là khổ. Mình nhưng mà mình hộ nó thường thường là mình theo cái lòng tham, tức là mình làm cho chính mình thôi. Cũng như mình tham cái, chẳng hạn như mình tham cảm giác, tham mùi vị, mình ăn. Nhưng mà mình không nghĩ cho cái thân của mình nó phải, tự nhiên mình ăn bao nhiêu mình đẩy vô đó, trừ nó tiêu, nó đi tiêu, đi cầu hay sao kệ nó, mình không biết. Cho nên mình thấy rằng mình không, cho nên còn mình sống, chẳng hạn như mình bắt đầu mình sống từ cái cấp mà bình thường, như là mình phải sống có vệ sinh, hay là mình sống biết cách dinh dưỡng về thân, và mình giúp cho nó được khỏe mạnh bằng tính chất mình thoải mái, thể thao, thể dục. Rồi về tâm thì mình phải buông xả, hay là mình chăm sóc nó bằng cách quan sát, hay là lặng lẽ dòm ngắm nó này kia đó. Nghĩa là mình cũng mình trông chừng nó, mình luôn luôn có mặt với nó. Thì cái đó gọi là mình sống với nó, mình sống với. Nhưng mà nó là thật sự cuối cùng là chính mình. Bởi vì nếu không như vậy thì nó trong cái mù lòa đó, nó dắt dẫn mình đi, có thể sụp đủ thứ hầm hố mà mình rút cuộc mình phải chịu. Nếu mà cái gì mình có thể thay đổi, mình có thể làm được, chống chọi được thì chống chọi, còn có cái không được thì thôi. Cho nên cái vấn đề đời sống này á, tuy là một nhưng mà nó là hai. Hình cái sự mình nghe mà mình giảng, hay là mình nghe thuyết pháp đó, thực sự không nhất thiết là mình phải nói rằng mình nghe để biết tu hay là để giác ngộ. Nhưng mà tu là chỗ nào? Là mình thấy là cái điều gì cần chỉ tu, cũng có nghĩa là sửa, thay đổi. Mình cần phải thay đổi trong thực tế. Rồi mình giác ngộ là mình tìm kiếm, mình coi kỹ cái chỗ mà sáng lên trong lòng mình, và cái nghe và cái lời nói và cái tánh nghe mình nghe nó thành ra cái hiểu. Nhưng mà cái sự giác ngộ không là do nơi mình, nó thay đổi được không là do cái tiến hóa chân thật nhất trong cái vô hình của mình. Cho nên con người mà sống còn ở trên cái cuộc sống này là thật sự là nó, nếu mà tích cực phát huy là phải từ cái sự tỉnh thức, chứ không phải là từ cái sự thói quen. Thói quen nó hướng dẫn, nhưng mà mình tỉnh thức từng phần thân tâm rồi ý thức rồi tất cả nghiệp, tất cả gì đó tỉnh thức. Tỉnh thức mà nếu mà tỉnh thức lớn hay là giác ngộ lớn thì đó là nó kèm luôn cả cái sự thay đổi, chuyển nghiệp, và coi như nó thành tựu. Còn cái chuyển thức từng phần thì nó một nửa này nửa kia, một nửa cái biết của mình mà mình thấy điều đó nguy hiểm, mình phải cần thay đổi, lo lắng, hay là mình trợ giúp cho cái tiến trình, nghĩa là tồn tại của mình cho nó được thoải mái, sáng suốt. Còn hiểu biết mà chút thì mình mò, mình thấy chỗ nào mà cần thiết thì mình thay đổi hoặc là mình tu tập. Nhưng mà thật sự là cái thấy mình tỉnh thức hay là giác ngộ quấy thì mình thấy có một góc thôi, còn ba góc kia nó còn tối, mình khó thấy được. Cho nên mình phải học và mình phải tu cho nó rất là cũng như là nó lâu dài. Bởi vì lâu dài là bởi vì mình không có mong đợi, mình không có cái tính chất hối hấp gì hết cả. Nghĩa là mình ở vào cái tâm, nghĩa là cũng giống như mình có cái tâm muốn nghe, hay là cái tâm bình tĩnh, hoặc là cái tâm mà hiểu biết này kia, thì nó sẽ không có thời gian. Còn nếu không thì mình nói tôi tu gì mà lâu quá không thấy gì, hoặc là này kia đó. Cho nên người ta tu hoài mà người ta không thấy mình tu nhiều hay tu lâu. Nhưng mà cái sự tiến bộ thì lần lần mình thấy nó rõ ràng, nó minh định được. Rồi.